Chỉ vài ngày sau khi chôn cất con trai thì một gia đình đang ngồi đốt lửa buổi tối bỗng thấy người chết về hỏi chuyện. Sự việc xảy ra mới đây tại tỉnh Midlands, Zimbabwe đang gây ngỡ ngàng và bức xúc cho nhiều người. Theo đó, anh Melusi Sibanda thấy mệt trong người nên tới bệnh viện địa phương kiểm tra. Anh được bác sĩ khuyên nằm viện vài ngày điều trị. Một người thân của Melusi sau đó đến bệnh viện để thăm anh này nhưng không gặp. Người này được bệnh viện thông báo có một nam thanh niên tên là Melusi ở làng Zemba vừa qua đời. Nghĩ là người thân của mình, gia đình Melusi quyết định đưa thi thể về chôn cất mà không xác nhận lại danh tính. Buổi tối một ngày sau đám tang, khi các thành viên trong gia đình anh Melusi đang quây quần bên đống lửa thì thấy anh này xuất hiện. Vài người lớn tuổi hốt hoảng trượt chân vào đống lửa. Anh Melusi giải thích, một người trong gia đình mới dũng cảm tiến lại gần kiểm tra. Cảnh sát tưởng khu vực tin rằng đây là sai sót của bệnh viện trong quá trình xác nhận thi thể người đã chết. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra giải quyết.